kết thúc tập trước ở thành phố Tam Kỳ. Thì bây giờ mình chạy thêm 53 km để về thành phố Hội An. Ở quê này là quê ba của mình. Vừa rồi thì mình có ghé về quê vợ nè, quê mẹ nè. Bây giờ thì tới quê ba là ở Quảng Nam. Năm nào mình cũng đi thì mình có dịp thì mình sẽ ghé. Ở đây thì ruộng rất là nhiều cả nhà thấy không? Phong cảnh ở đây thì thức là đã luôn. Tại cái thời tiết mình đi là vào tháng 3, chứ không phải là thời điểm làm video thì nghe nói nắng nóng lắm cả nhà. Tháng 6, tháng 7 thì thôi nóng thôi khỏi nói luôn. Nhưng thời điểm của mình đi là rất là đã. Nên năm nào mình cũng đi xuyên Việt vào tháng 3 hết. Vì thời tiết nó không có khắc nghiệt, không mưa gió, không nắng nóng lắm. Chỉ có khu vực phía Bắc thì nó hơi bị lạnh. Thì thường thì mình ở khu vực phía Bắc thì mình đi ít thôi. Cả nhà thấy phong cảnh ở đây đã không? Lúa không là lúa, rất là mát, bạt ngàn luôn. Cua bắt cua. Bắt cá lóc có hang kìa. Thơm không? Bước đường nhánh luôn. Không, không nghe mùi đâu. Nấu bao ăn thơm đó. Nấu ăn mới thơm hả? Này chưa chín. Đây là nhà chị họ ngoài quê của mình. Nói chung bà con cũng xa, nhưng mà mỗi lần về rất là quý nhau, nên mình cứ về là mình ghé mình thăm, làm gà làm bò gì cho mình ăn. Chứ ở đây uống bia Lagu nha. Tối chị giặt đồ cho hai anh em luôn, thấy thương không? Ngủ một giấc tới sáng, ở đây ngủ cũng rất là ngon, do rất là mát nha. Không khí rất là đã, cả nhà thấy 5 giờ sáng mình dậy không? Dậy cái bắt cái bàn, chế ấm trà với ly cà phê, rồi lại ngắm bình minh và ruộng lúa. Đi một nơi nào đó thì mình rất là thích ngắm và thích hưởng cái không khí ở đây. Nhưng nếu mà có dịp thì đi đâu thì mình cũng muốn quay video lại để lưu kỷ niệm luôn á. Nhưng mà không biết là mình có thể đi hết hay không. Tính ra chương trình xuyên Việt thì mình đi vì công việc không à, chứ không phải là đi hưởng thụ hay là đi chơi nhiều. Nên những cái thước phim mình quay thì đa số là chỉ là gần những nơi mình làm việc, rồi ghé bà con thôi. Sau đó thì đi thắp mộ ở ngoài dòng tộc ở ngoài đó, rồi đổ xăng, rồi mình chạy khoảng chừng 23 km nữa đi về thành phố Đà Nẵng, gặp một số mấy đứa em, rồi uống cà phê với nó một tí, rồi vô gặp khách hàng. Mời cả nhà theo mình vào video trực tiếp. Rồi tới Đà Nẵng rồi cả nhà. Chào cả nhà đến với tập tiếp theo của series Các Coi Xuyên Việt 2023 nha. Hiện tại bây giờ mình đang ở đường Hà Huy Tập, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng nha cả nhà. Và ghé quay cho nhà xem một cái hồ khách hàng, coi bên anh khách hàng của mình ha. Cả nhà có muốn chia sẻ cái hồ của mình lên trên kênh của mình á, thì hoặc là kinh nghiệm đồ đó, thì cả nhà để lại thông tin bên dưới cho mình liên lạc lại để chuẩn bị cho cái series Các Coi Xuyên Việt 2024 năm sau nha cả nhà. Rồi mời cả nhà theo chúng mình vô trong nhà ảnh tham quan ha. Rồi cả nhà, ở đây đường mặt phố nên hồ hiện đại thôi ha, chứ không có phải là hồ cảnh quan đó nha. Cá bự lắm, trời ơi, cá quá trời bự luôn. Ôi cá đã quá vậy anh. Ôi
trời nó mập. Cái tay của mình có chút xíu vậy thôi mà, 1, 2, 3, 4. Cái hồ này mình xây lâu, bao lâu rồi anh? Hai năm rồi đó. Hai năm là thời gian nào anh ha? Còn tháng 4 đi đây. Tháng 4 2021 là đúng 2 năm luôn rồi ha. Ồ, anh nuôi này cá nhật hết hả? Dạ, cá nhật hết. Ủa, có một con nó sai đây đó. À, có một con nó bị lội cục thịt gì anh? Số 3 nó bị giống như thịt dư á. À, mình cắt thì đau không? Mình không thục rồi nhưng mà nó vẫn lây làng. À, còn có gốc mà trong cái đúng rồi, giống bị đúng rồi, giống bị cái bú hay gì đó. À, dạ dạ, để em đứng em quay cho nó dễ. À, bắt ra mình hay mê phẫu thuật đó chứ. À, nào hết rồi nhưng mà nó vẫn lây làng. Đây nè, cái con này nè cả nhà, anh đang nói cái con sô qua nè, nó có bị một cái cục, có một cái cục thịt dư nó nằm ở trên ngay trên con mắt xí. Nó có bị hư mắt luôn không anh? À, mắt bữa nay nó rụng xuống. À, lâu rồi nó rụng hả? À, nó rụng xuống. Rồi nó lên lại. Rồi lại. Là khoảng bao lâu nó rụng anh? Khoảng tầm vài tháng nữa thì chuẩn bị nó rụng rồi đó. À, vậy hả? Cũng hay vậy ba. Chuẩn bị cái cục khóc rồi. À, vậy hả? Già nó đã rụng. Già, già. Vậy là 2 năm rồi đó nha. À, cái hồ này anh còn nhớ cái hệ thống ống hay gì không anh? Ở 2 hút đáy 90 đó. 2 hút đáy 90, 1 hút mặt 60. Cái hồ này hoàn thể tích có bao nhiêu khối anh ha? 5 khối nè, nước 5 khối nè. Hồ không là 5 khối hay sao? Dạ, dạ. Còn cái lọc nó còn 2 khối rưỡi. 2 khối rưỡi là cái lọc là tổng là 7 khối rưỡi anh ha. Dạ. Cái chiều sâu của mình bao nhiêu anh? Sâu nước là khoảng mét 4 đó. À, còn mét 4. Gần gần mét 4 là mét 3 mét. Dạ. Ồ, chất lượng nước cực kỳ tốt luôn, trong veo luôn. Đã. Dạ, như vậy mới thấy cá được nè. À, lọc thì mình vẫn để ba cái chổi hay là xi măng được không anh? Đây, để anh gỡ ra cả lọc cho cái nhà tham quan ha. À, bỏ nguyên tấm bự luôn. Ồ, anh làm cái tấm này nhẹ nè anh. Tấm này bằng gì anh? Alo đó, alo. Alo. Cái này đi lên được mà. Dạ rồi, đây là cái ngăn láng của ảnh. Ra là gặp ngăn láng nó trồi lên. Xong rồi gặp nguyên một hàng chổi, có một cái tấm xi măng có keo, xong rồi qua ô xi măng. Ô xi măng này anh, cái ô nhỏ vậy anh làm ống thông bao nhiêu anh? Không là ta là cái này cho nó là cái vách ngăn. À, nguyên cái vách ngăn luôn hả? À, vách ngăn xuống xong rồi vòng qua đây. Rồi qua đây là mình lỗ hai vách ngăn. À, lỗ là 8 ống 60. 8 ống 60. Bên này 8 ống 60. À, rồi bên này là ô canh nét nha cả nhà. Rồi qua bên này 8 ống 60, anh bỏ hào với mấy bơm. Ion á. Mấy bơm anh? Hai cái 25.000 là cái luồng nè. À, 25.000 ra hai cái luồng 60. Rồi một có cái là bao nhiêu ngàn nữa anh? 25.000. 25.000 với một cái là một cái 10.000 là lên cái thác đó. Cái thác đó nó có gì không anh? Full sứ thanh. À, bỏ xuống được rồi. À, vậy là cái thác đó là mình bỏ full sứ thanh. Ồ, cái thác này cũng lớn anh ha. Vậy là cái học trong này chắc sứ thanh nhiều lắm ha. À, có một lớp đá nham thạch nữa cả nhà. Rồi xong ảnh trồng nguyên một đống trầu bà hay gì. Riêng cái trầu bà này lọc cũng tốt rồi nè. Rồi, cá đã. Trong này mấy con anh? 8 con thôi. Anh lựa mỗi con mỗi dòng nè, vẫn còn thiếu dòng đúng không anh? À, nhưng mà cái hồ này dày thôi, đúng rồi, hồ dày thôi, ok rồi. Hồ này nuôi ra 8 con là đúng bài rồi. Chứ bây giờ mà nuôi nữa nó nhìn nó chặt đúng không? Với lại nó hãm bớt cái sự phát triển của mấy anh này đi. Nó sai nhỏ nhất khoảng nhiêu mà lớn nhất khoảng nhiêu anh? Trà gòi đó chắc 80 hả? Dạ, bắt lên là ôm trên tay là nó khổng lồ luôn á. Còn con cô nữa thì nhỏ nhất là con gần 60 là con. À, con nó chắc 60. Con cô nó thì nuôi sau. À, mới nuôi hả anh? Dạ. Cái lúc mà mình mua về mà, cái ví dụ mà cá sâu á, là mình có cách ly hay dưỡng riêng không anh? Không. Là mình mua về rồi mình bỏ xuống luôn hả? Đầu tiên là phải cái người mua nó mình phải tin cái thằng mua năm mình mua mình thằng ấy mà nó dạ. Tải cho Hoàng Tam á. À, dạ. Cá tới là nó chuẩn. Không bình thường thế mình bỏ trực tiếp luôn. Dạ, mình bỏ trực tiếp vô là mình phải đánh sát khuẩn. Dạ. Bỏ vô là mình đánh tiếm. Không. À, à đánh xài khuẩn hả? Gọi mà CPO. Bao nhiêu lâu anh đánh vi sinh lần? Vi sinh là đánh hàng tuần. Dạ. Tuần là khoảng 2-3 viên. À, một tuần là 2-3 viên. Một viên hết khoảng 5 khối. Dạ. Chơi khoảng 2-3 viên. Vậy là dư luôn hả? Vậy là anh chơi dư. À, bỏ dư. Còn cái này cũng một tuần em đã. Dạ. Em múc ra cả triệu lây ra em đo nè. À. Nó cái này tức là 1 gram của nó là dành cho 5 khối nước. 1 gram là 5 khối nước. Cái này à. Thì khoảng 7-8 khối gì đó thì anh khoảng 1,5 gram. À dạ. 5 triệu ly, nó là hòa tan của nước của ta. Một tuần là đánh 1 lần. À, vậy cái thời gian thay nước thì bao lâu mình thay 1 lần anh? Em là cũng
cái mà nó nhận dở lên cái dạ, cái lắng á. Lắng á. Lắng được bao 3 tuần. 3 tuần là anh xả hết lắng luôn hay. Hết rút chuỗi lên xịt sạch sẽ à, như mới là. Như mới lại cũng lại. Còn lại mà hàng tuần á, hàng dạ. Tuần thì một tuần thì 2-3 lần chứ đó lại rút đứt ra. Rút nhiều quá. Sau cái bơm thì khỏi rút đi. À rút cỡ 10% luôn á. 10-20% à, rút rút mà cứ nghĩ là hàng ngày luôn hả? À, hàng tuần, hàng tuần. Tuần là khoảng à, hàng 4 tuần. Ngày là làm một lần vậy đó. À 4 5 ngày tới hàng tuần là làm vậy. À, vậy là cùng thay nước cũng nhiều đó anh ha. Nước nhiều lắm, nước nhiều thôi, cũng sáng là cũng hút nước lại bơi vô chỉ xả tràn đó. À giống như là hồ mình có bị thấm hay sao? Thấm một chút. À, vậy là một ngày là mình cũng cũng chăm rồi. Là chăm vô chút. À. Sáng dậy là chăm. Cứ tháng vậy là chăm vô chút rồi. Dạ. Ờ, trong thời gian 2 năm qua anh nuôi mấy con cá này thì anh thấy khỏe không? Nhàn không? Nó có hành không? Ý là nó không có hành mình đúng không? À. Trước 2 năm trước á là mình có nuôi. Dạ. Cũng có coi đây chứ mà lúc đó mình làm thì nó không làm, nó hơi kém. À dạ. Là nó bệnh hoài á. Bệnh hoài à. Sau đập hết. Đập hết, làm lại. Làm lại cái lọc lại. Dạ. 2 năm sau đây là mình nuôi rất nhàn. À mình nuôi nhàn. Đầu tiên là nước sạch. Dạ. Xin xiết rồi cho đầy đủ nè. Dạ. Rồi đánh nó phòng bệnh định kỳ. Dạ. Thế thôi chứ. À vậy thôi là ok đúng không? Mình thấy là nuôi nhàn. À, cá hiện tại là một ngày mình cho ăn bao nhiêu anh? Em ăn được khoảng 3 lần. 3 lần. Sáng, trưa, chiều. Sáng, trưa, chiều. Còn chén cơm nhỏ nhỏ để chén cơm thôi. Bây giờ mình có cho nó ăn được không anh trai? Được, được. Tại vì cho người ta là vì mới đi dễ về mà. À dạ. Anh bước cho đây dạ. Đây cái nè, mình cho. Cho ăn cám nè, để mình cho thử mấy hộp. Rồi cái con em. Cái lớn thì là nó ăn cái từ từ của nó. Dạ đúng rồi, cái em cho qua nè, tờ nhìn tội ha. Còn cái mặt con nào cũng đấy, có con này nó ú đu luôn à. Con này nó ú đu à. À nhìn anh cưng không? Nhìn đu à. À nó dạng hơn trai coi luôn ha. Rồi bà chơi, rồi bà chơi coi bá bự chà bá luôn. Trời ơi, cũng như con heo á. Rồi đã không? Rồi có mấy con này ở nhà ngắm đã rồi anh ha. Rồi như em mà em đi xa xa, em đi gặp mấy cái hồ này là ghiền lắm. Anh có nhớ được cái tổng chi phí của cái hồ mình xây được cái hồ này không anh? Trong đợt mình phải khai thác cái hồ đi vào tiền luôn. Dạ. Trong là full combo bán luôn, máy móc rồi thôi là khoảng 50 triệu á. Khoảng chừng 50 triệu. Dạ. Dạ. À, mình đầu tư mấy em cá này thì khoảng bao nhiêu tiền ạ? Cá thì nhiều lắm, nhiều tiền. Nói chung là cũng vô chừng. Dạ. Lâu lâu mình mua con. Lấy tức á, anh vừa đấy anh nuôi nhiều lắm, nhưng sau đó trò ấy. À, lúc trước anh nuôi nhiều lắm hả? Ờ 20-30 con luôn hả? Rồi dạ, sau nó là không lớn rồi ta bán ít dạ. Cho ít giữ là mấy con này thôi. À. Trong là con cũng vài triệu đó chứ. Con cũng vài triệu. Ý là lúc đầu anh đầu tư mấy cái con này còn là một cỡ một đó. À là tô sai. Tới giờ 2 năm mà nó bự vậy đó hả? Dạ, ừ đã. Sau qua thì nó mua là 100 triệu rồi nè. À. Sai. Dạ dạ. Con tu lên mua 60 triệu đó. Dạ. Con Parasi mà vàng vàng nó dạ. 100 triệu. Cũng 5 triệu. Dạ. À. Cô thì... và cô dưới này. Dạ dạ. Còn mấy chỉ trong lòng cũng vài triệu con. À, anh này anh có Long Mi nè. Cái con tăng chô của cô nó có Long Mi nè cả nhà. Nó hay không? Nó đẹp ghê, con tăng chô nó đẹp ghê. Rồi nhìn cái con này nó là to cũng thích á. Dạ. To lắm. Ừ. Em thấy nó bự mà. Bự quá trời luôn á. Cái râu của nó dài, râu cả khúc vậy nè. Bây giờ thấy cái đâu không? Ờ đã không? Còn cái mấy cái ô xi mắc hay là mấy cái ô sau đó là hồi đó giờ mình có giặt không anh? Xi mắc thì đang 2 tháng. 2 tháng à, cũng 2 tháng. Tại cái ô đó cũng nhỏ mà rút lên cũng nhanh đúng không? Là anh rút lên rồi anh xịt, anh bỏ xuống lại. Mỗi lần mà vệ sinh vậy thì mình đánh lại men vi sinh hay là vitamin C hay gì không anh? Đó đó, tức là khi mà vệ sinh xong là thì chiều nó là đánh lại cái này nè, cái sốc phẩm nè. À, là lúc quá trình khi mình cũng tiếp động vô làm đánh sốc phẩm qua ngày mai á, dạ. Là em đang mới đánh vệ sinh. À, qua ngày hôm sau là đánh. Bảy em làm á, thì em đánh xong cái là đánh sốc phẩm. Dạ, dạ, dạ. Rồi qua chiều nhật là đánh cái này với lại dạ. Khoáng. Dạ. Khoáng CBD á. À, dạ.
Rồi mình có vậy là mình không phải là đánh vitamin C mà mình đánh khoáng. C là em chỉ trộn cho ăn hàng ngày. Dạ. À trộn cho ăn, trộn với cám cho ăn. Trộn C với lại mấy cái loại vitamin B12, B6 rồi. Dạ. Ủa sao mấy bê bơm đi quá trời vậy anh? À mấy cái đồ đi đồ hư rồi. À. Cái này để ví dụ như lúc mà bị cái gì mất á, nó không có mấy bơm ra cho đây mà thả xuống. À anh thả xuống hút cái phân đi. Hút nước mà hút cái nước dư đó. Dạ. Còn cái trầu bà anh để cho nó leo lên luôn, mai mốt leo hết luôn thì mát lắm á. À hồi trước mình cái thác này mình có làm thác hay gì không anh? Cái này là đó, hồi xây nhà là cái này nó cảnh quan. Là cách không phải là hồ cá đâu. À không phải hồ cá. À nó có hồ cá nhỏ nhỏ sau sau tôi dọn về. Dạ giờ anh bỏ cái đó cái anh làm cái này. Là lúc đó là tới là đam mê rồi đó. Đam mê nghiện lên rồi bắt đầu mới làm cái hồ bự vậy. Nhìn đây là cái một cái phong cách cái hồ hiện đại nha cả nhà. Nếu ở nhà thích làm như vậy thì mình thấy cũng nhẹ nhàng, nuôi cũng ok. Làm vậy thì nó đỡ, với lại thứ nhất là nó đỡ kinh phí đúng không anh? Chứ nếu mà làm hồ cảnh quan thì kinh phí cũng cao. Dạ. Làm vậy thì nó đỡ kinh phí. Nhưng mà trong khi mà nếu mà nuôi được những em tô sai mà lên tới thường trường này là rất là đã luôn. Rồi một quá trình nuôi như vậy thì mình sẽ thân thiện với nó, mình cảm nhận được nó từ ngày lớn lên, từ ngày cũng đã. Như mình mà lâu mình đi rồi mình gặp được cái hồ cá mà bự như vậy đó, rất là ghiền luôn cả nhà. Cả nhà coi mấy em cá bơi đã không? Tối thì em đại lại. À. Dạ. Đại lại. À dạ. Nãy ra hai con rồi. À tối anh đại lại hả? À có một cái lưới rồi cả nhà, anh chuẩn bị cái lưới sẵn anh để đó. Rồi khi trời tối là anh đại lại. À cứ tối là anh đại lại. Đi nhảy mất hai con, chết hai con rồi. Chết hai con rồi hả? Hồi đợt có chết mấy con nó lớn không? Lớn rồi, hồi đó lớn cũng lớn rồi. Sui với một con siro. À. Sau đó tôi mua là con siro mới. À mới mua lại. Vậy là cái con mới lại thì anh phải mua bự vậy luôn chứ? Không, phải mua nhỏ thôi. Cũng mua nhỏ luôn mà nó bự, sao nó nhanh bự vậy hay vậy ta? Nhanh bự chung luôn á. Em là cho ăn hickory rau á. À vậy là cho ăn cái hickory lần. Bây giờ tụi này lớn rồi, bỏ ra hôm qua chị đi qua cái lò ba đinh á, lò ba đinh. À, à cái qua lại cầu ba. Mấy đứa mà chạy mà. Dạ. Bạn em nó kêu là cá lớn thì đừng có nuôi đừng ăn rau. À. Rau nó khoan nó sẽ đĩa body được đó. À vậy hả? Lớn từ đại 60 trở lên nha là gian ba lần thôi. Gian ba lần. Dạ. Con bạn có con người nó lại. Dạ. Vậy là, ăn cám đầu tư cho nó ăn cám rất là cũng khá là mắc tiền nha cả nhà, nên cá bự vậy cũng ok á. Mình chơi vậy mình bỏ cái chi phí ra mình thấy đáng đồng tiền phải không anh? Chung là lúc đầu nuôi cũng tục tặc đó, sao nhưng cũng quen rồi là biết hết. Dạ. Giờ đều lành rồi. Biết xử lý hết rồi là ok rồi. À, rồi ở nhà hôm nay mình có dịp mình đi xuyên Việt rồi quay hồ cá coi thì vào quay cho cả nhà xem một cái hồ coi hiện đại có những em cá rất là đã ha, rất là to, thì cả nhà có thể tham khảo. Hồi nãy giờ anh có chia sẻ cái cách là hệ thống lọc rồi cách thay nước và đánh rồi nuôi thuốc rồi đó. Thì cả nhà cứ tham khảo ha, góp ý kiến để lại bình luận bên dưới cho mình biết để có gì mấy anh em mình trao đổi rồi học hỏi thêm về cái cá coi này cả nhà ha. Hẹn gặp lại cả nhà ở trong cái video tập kế tiếp và trong cái series Cá Coi Xuyên Việt 2023 nha cả nhà. Bye bye.